Hey, xin chào giáo sư, lại là mình đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ đề cập đến một cái vấn đề khá là nhiều các bạn đã đề xuất cho mình, thì đó chính là cái vấn đề về điểm tinh thần. Ok, về điểm tinh thần thì trước tiên thì mình sẽ chia làm hai phần nhé. Thứ nhất là cái cung cấp điểm tinh thần cho bạn đệ ấy. Và thứ hai là cái nhu cầu sử dụng điểm tinh thần của bạn đệ. Thì trước hết là mình sẽ nói về cái nhu cầu sử dụng điểm tinh thần của bạn đệ. Thì đây, trong này nó sẽ là toàn bộ các cái nhu cầu điểm tinh thần cũng như là công việc của bạn đệ đây. Điểm tinh thần của bạn đệ sẽ tăng dần theo cái cấp bậc mà các bạn học, cho bạn nó học nghề ấy. Để mà xem được thì chúng ta cần phải xây bảng phân công công việc này. Chúng ta ở cấp 0 này, bậc 0 này, chúng ta sẽ có 1 điểm tinh thần, 2 điểm tinh thần, 4, 8, tương tự với lại bậc 4, 5, 6, 7 này. Khi mà các bạn cho nó học ngày càng cao này, thì cái điểm tinh thần của nó sẽ tăng dần lên, tăng dần lên. Thế mà để mà tránh cái trường hợp mà stress tăng cao thì chúng ta sẽ nên chỉ học các cái nghề sơ cấp thôi. Chúng ta học nghề sơ cấp ở bậc 1, bậc 2 này thì cái điểm tinh thần của nó, yêu cầu của nó thấp. Sẽ không cần thiết phải đến trung cấp và cao cấp làm gì vội, vì sau này chúng ta cải thiện được cái điểm tinh thần cho bạn đệ rồi chúng ta nâng sau cũng được. Ok, đấy là về vấn đề về nhu cầu sử dụng điểm tinh thần của nó. Và cái thứ hai mình muốn nói đến đó chính là điểm tinh thần kiếm ở đâu ra. Thì có rất là nhiều cách để kiếm điểm tinh thần. Thứ nhất là chúng ta xây phòng cho nó này. Chúng ta bật tab F11 cho mình nhé. Chúng ta có tất cả là 1, 2, 3 3 loại phòng. 3 x 6, 3 x 2 là 6. Tức là chúng ta sẽ có 6 loại phòng có thể tăng được điểm tinh thần. Thì 6 loại này thì nó sẽ có 3 loại riêng biệt, 3 loại màu riêng biệt như thế này, các bạn có thể nhìn. Đây mình đã xây tất cả các loại phòng có thể tăng được điểm tinh thần cho bọn đệ rồi. Còn cái phòng cuối cùng này thì nó không bút được gì cả. Chúng ta sẽ có phòng đầu tiên đó là phòng ngủ chung. Chúng ta cần xây tiêu điểm tiêu chuẩn phòng đúng như cái yêu cầu của nó, là có giường và không có cái gì khác, chỉ có giường thôi. Thế thôi, chỉ cần giường và tối đa kích thước tối đa là 64 ô. Thì cũng như mình đã nói là ở cái tập thứ 2 ấy, là mình đã nói là tại sao phải xây 19 ô gạch như thế này, là để chúng ta chia thành hai phòng ngủ như thế này để nó kích hoạt cái hiệu ứng khu ngủ chung. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái cửa lưới ra nhé, thì cái khu này nó lại lớn quá, cái khu này nó lại lớn quá thì nó lại không được kích hoạt cái hiệu ứng ngủ chung này và sẽ không được điểm một điểm tinh thần ở đây. Đây chúng ta sẽ được một điểm tinh thần mỗi khi bọn đệ nó đi ngủ này đó. Cái thứ hai đó chính là nhà ăn. Ok, trước tiên thì nó sẽ là một cái khu ăn uống, sẽ cho 3 điểm tinh thần. Yêu cầu của nó chỉ cần có bàn ăn thôi, không cần gì khác. Và chúng ta sẽ có sảnh lớn. Sảnh lớn thì nó vẫn là cái phòng ăn, và yêu cầu của nó là có bàn ăn, không có, chỉ có bàn ăn và không có máy móc gì khác. Và một yêu cầu nhỏ nhỏ nữa đó chính là chúng ta sẽ cần phải thêm một cái bình nước. Thực ra thì bình nước hoặc là một cái máy giải trí nào đó, ví dụ như là máy massage cũng được, không sao cả. Nhưng mà nên cho bình nước vì nó nhỏ gọn. Và mỗi lần nó đi vào đây ăn thì nó sẽ được cộng 6 điểm tinh thần. Đây là điểm tinh thần rất là cao rồi. Chúng ta có sảnh ăn này, có khu ngủ chung là đã được đến 7 điểm tinh thần rồi. Đó. Chúng ta còn một điều kiện nữa để cái kích hoạt cái hiệu ứng sảnh lớn này, thì chúng ta cần phải có một cái tượng hoặc là một cái cây nào đó. Nhớ là một cái tượng hoặc một cái cây nhá. Hoặc là chúng ta có thể lát cái đây. Chúng ta có thể lát cái khuôn trần nhà này, lát hết ở trên này. Mỗi cái khuôn này là 5 trang trí này, thì chúng ta có thể lát hết trên này thì nó sẽ được khoảng mấy chục mấy đấy. Được mấy chục cái, vậy là mấy chục cái điểm trang trí. Ở đây thì do cửa nên là mình không đặt được cái góc này. Ok, đấy là phòng. Và cái thứ ba đó chính là phòng vệ sinh. Thì phòng vệ sinh nó có hai loại. Phòng vệ sinh thì nó sẽ có hai loại, đó là phòng nhà sĩ công cộng này. Nhà sĩ công cộng thì nó chỉ cần là cái đây, nhà sĩ này, ba cái nhà sĩ và rửa tay đúng không? Bồn rửa tay. Đây, bồn rửa tay là cái này. Đấy. Thì cái này nó thô sơ hơn tí, thì nó cho một điểm tinh thần. Thì chúng ta có thể xây phòng vệ sinh này. Thứ nhất là vừa tiện lợi này, không phải thông cống này, sử dụng nước tự động này, không phải cấp nước bằng tay này. Đấy, rất là tiện. Và cho một cái bồn rửa tay này, nhớ là phải bồn này nhá, nhớ là phải bồn tự động này. Ok, đấy là phòng. Và có một cách để kiếm điểm tinh thần nữa, đó chính là nhà tắm. Đây, mình sẽ cho xem.
chúng ta có giờ tắm đây, chính là cái màu xanh này. Mỗi lần nó tắm nó sẽ được cộng một điểm tinh thần. Mình sẽ đợi chốt cho nó tắm nhé. Cuối ngày rồi nên là nó hết cái hướng nhà tắm rồi. Thằng này 28 điểm tinh thần ạ. Đấy, đấy là cách đầu tiên chúng ta có thể kiếm tinh điểm tinh thần bằng cách là xây phòng. Ok, cách thứ hai chúng ta có thể đó chính là cho nó tắm này. Cho nó tắm và cho nó nghỉ. Chúng ta xét thời gian nghỉ của chúng nó. Cái thời gian nghỉ chính là cái thời gian xanh xanh này này. Chúng ta cho nó hiện chúng ta có thể cho nó tối đa đến 4 điểm tinh thần. Cứ bắt đầu tính từ hai giờ nghỉ. Đây là một giờ nghỉ này, đây là một giờ nghỉ. Đấy, còn đây là hai giờ nghỉ này. 2 giờ nghỉ thì nó sẽ được cộng 1 điểm tinh thần. 3 giờ nghỉ sẽ được 2 điểm. 4 giờ nghỉ được 3 điểm và 5 giờ nghỉ sẽ được 4 điểm. Không được hơn nữa, chỉ được 4 điểm là tối đa rồi. Nên cho nó lưu ý. Nhưng mà nó nghỉ nhiều thì đồng thời việc nó sẽ không làm việc được nhiều. Ok, đấy là cách thứ hai chúng ta có thể lấy điểm tinh thần. Cách thứ ba đó chính là chúng ta trang trí cho xanh lên. Chúng ta trang trí cho đẹp lên. Có rất nhiều cái đồ trang trí ở đây. Chúng ta có thể dùng tượng này, khung tranh này, bệ trưng bày này, rất nhiều đồ trang trí ở đây. Hiệu quả nhất vẫn chính là tượng này và khung tranh này và chậu hoa. À, khung tranh thì chúng ta cần phải một thằng làm nghề họa sĩ. Một thằng làm nghề họa sĩ và cái tượng cũng thế, cũng cần một thằng làm họa sĩ thì nó mới có thể điêu khắc được. Thì đấy là lý do mà chúng ta cần phải lấy một thằng có 3 điểm sáng tạo ấy. Một thằng có 3 điểm sáng tạo cho học làm họa sĩ thì nó sẽ vẽ rất là đẹp và có cái chỉ số trang trí cao hơn so với lại những cái thằng mà không có điểm sáng tạo, nó đục tượng với lại vẽ tranh rất là xấu thì nó không được nhiều cái điểm trang trí. Điểm trang trí trung bình sẽ được 3 điểm tinh thần và điểm trang trí thấp sẽ được 1 điểm. Đây mình cho xem. Tầm thường sẽ 1 điểm, thấp thì sẽ không được điểm nào và trung bình sẽ được 3 điểm. Ăn trong sảnh lớn sẽ cộng 6 điểm. Đấy là cách thứ hai mình có thể sử dụng, mình có thể tăng điểm tinh thần. Ok, và cách thứ ba thì nó sẽ là vấn đề về thức ăn, chất lượng thức ăn. Ở đây chúng ta có chất lượng thức ăn đây, đây chất lượng S cộng, chất lượng C cộng, S cộng, D cộng và A. Thì cái này nó tính điểm như thế nào? Đây chúng ta sẽ bật bảng tiêu thụ lên. Ở đây có tất cả các loại thức ăn chúng ta có thể có cho nó ăn này. Đấy, nó sẽ hiển thị cho chúng ta ở đây. BBQ cộng 16 điểm này. Trứng cộng 4 này. Đấy. Nó ở đây hết. Cái berry này là cộng B cộng này. Cái B cộng này hình như là cộng cộng 12 điểm này phải. Đúng rồi, cộng 12 điểm. Cái BBQ này là cộng 16 điểm này. À cái này mới là cộng 12 này. Ok mình xin lỗi. Cái này là cộng 12, BBQ cộng 16, Sufferberry, Sufferberry thì là Sufferberry thì là cộng 12 này. Berry Slug sẽ là cộng 8 này. Cộng 8 điểm. Cái C1 à C2 này, C cộng 2 này sẽ là cộng 4 điểm. Cộng 4 điểm. Và cái này cộng 2 điểm. Cái này thì còn bị trừ điểm cơ. Này thức ăn siêu tệ. Lilot thì sẽ không bị trừ, không được cộng. Đấy là về thức ăn. Và còn một cái nữa nó sẽ bị giảm stress, đó chính là các cái hiệu ứng, ví dụ như là ướt chân này hay là ướt sũng này, tức là nó vừa chạy xuống nước ấy. Nó hoặc là dẫm lên bề mặt có nước này, hoặc là oxy thấp chẳng hạn. Nó phải nín thở nhiều thì nó cũng dẫn tới giảm stress. Và một cái nữa nó cũng dẫn đến hiện tượng giảm stress, đó chính là mật độ khí trong một ô này quá cao. Mật độ khí này từ 2.500 trở lên thì nó sẽ bị thủng màng nhĩ của thằng đệ và sẽ bị tăng stress rất là nhanh. Ok, đó là tất cả những gì mình chia sẻ với các bạn về cái điểm tinh thần. Vì các bạn có ý kiến đóng góp gì thì hãy nhận xét về phía dưới, comment các ý kiến và đừng quên để lại một like và một theo dõi, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bấm vào cái nút chuông ấy để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Bây giờ thì
Bye bye, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau. Bye bye.